Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục tử vi tuổi Ất Mùi sinh năm 1955 trong tháng 4 âm lịch năm Nhâm Dần 2022 trong chuyên mục tử vi của 12 con giáp. Và lời nói đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình thì Diễm Quỳnh xin mến chúc tất cả quý vị may mắn, hạnh phúc, gặp nhiều thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Quý vị thân mến, giới tử vi tâm linh học nhận định rằng tuổi Ất Mùi là một trong những con vật thông minh và khôn khéo nhất trong 12 con giáp. Người tuổi Ất Mùi thì không những tài giỏi, nhanh nhẹn mà còn giàu lòng vị tha và luôn giúp đỡ những người gặp khó khăn hoạn nạn. Thưa quý vị, những người tuổi Ất Mùi thì rất ham học hỏi, họ có thể thu thập thông tin cho mình ở bất kỳ đâu. Vì thế mà những người này có kiến thức khá là sâu rộng, hiểu biết nhiều vấn đề trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Và không chỉ như vậy, họ cũng luôn là người mang lại niềm vui và tiếng cười cho mọi người xung quanh. Vậy nên trong tháng 4 âm lịch này, họ là một trong những con giáp cực kỳ may mắn, được thần tài chiếu cố, thần Phật độ mạng, ban phát tài lộc và hóa giải vận xui cho quý gia chủ tuổi Mùi. Trong tháng này cũng mang lại cho gia chủ những cơ hội đổi đời. Và nếu biết nắm bắt chính xác thì chỉ sau một đêm cũng giúp cho quý gia chủ tuổi Ất Mùi đổi vận. Vâng, và trước khi bước vào nội dung chi tiết thì quý vị đừng quên ủng hộ chương trình bằng cách nhấn nút đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Và ngay sau đây thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng tìm hiểu nội dung chi tiết. Sau đây là phần tổng quan của các quý gia chủ tuổi Ất Mùi sinh năm 1955 trong tháng 4 âm lịch năm 2022. Người tuổi Ất Mùi sinh năm 1955 hiền hòa, khéo léo, dịu dàng, hiếm khi gây chuyện với người khác nên được mọi người vô cùng quý mến. Họ thích sạch sẽ, gọn gàng, sòng phẳng nhưng lại ưa hoàn mỹ nên nhiều khi bản mệnh phải suy nghĩ cả những chuyện nhỏ nhặt. Có thể nói, người tuổi Ất Mùi là người rất trọng nghĩa khí, coi trọng bạn bè. Họ có thể vì bạn bè mà hy sinh bản thân, không tính toán được mất ra sao. Chỉ là tính cách có phần bị ảnh hưởng quá nhiều về cảm xúc, ý kiến đưa ra mang tính chủ quan khá nhiều, nên cẩn trọng khi tính chuyện làm ăn hợp tác cùng người khác. Vận mệnh của người tuổi Ất Mùi khá vất vả vào tiền vận, phải chờ tới trung vận thì mới có được cuộc sống ổn định, an nhàn. Ngoài ra bản mệnh không thích hợp kết hôn sớm, nên kết hôn muộn thì cuộc sống gia đình sẽ hạnh phúc bền lâu. Xem tử vi tuổi Ất Mùi sinh năm 1955 trong tháng 4 năm 2022. Dù đã có tuổi nên sức khỏe của quý gia chủ không còn được tốt như trước đó, nên chú ý đến các căn bệnh tuổi già, bệnh tật lâu khỏi, vì thế cũng phải chi tiêu nhiều vào thuốc thang. Thêm nữa, gia đạo tháng này cũng không tốt, có chuyện buồn đưa tới. Xét về thiên can, Ất âm mộc gặp Ất âm mộc nên gọi là tỷ kiên, nghĩa là ti hòa với bản mệnh. Trong tháng này, những người tuổi Ất Mùi cần đề phòng có tranh chấp với anh chị em, bạn bè hoặc người thân quanh mình. Cũng cần phải cẩn trọng có tiểu nhân quấy phá, sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến công việc mình đang tiến hành. Ngoài ra cần chú ý nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, hoạt động thể dục thể thao, tránh quá sa đà vào công việc khiến đầu óc căng thẳng, thân thể suy kiệt, dẫn tới bạo bệnh. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi tháng này, chuyện làm ăn công việc kinh doanh của gia chủ gặp nhiều trở ngại. Dù đã về hưu nhưng vẫn đang tất bật làm việc, mưu sự khó thành, bại khí lấn át, hành sự phải thật tỉnh táo và thận trọng. Bản mệnh dễ vướng phải chuyện thị phi, mâu thuẫn, thậm chí còn có kẻ ác ý bôi nhọ danh tiếng. Do đó cần chú ý nhiều hơn đến cách hành xử. Trước khi nói hoặc làm việc gì, cân nhắc cẩn thận hơn, không nên nóng nảy hành xử một cách bột phát. Gia chủ cũng không nên quá cứng đầu, buộc người khác phải nghe theo ý của mình. Hãy có cái nhìn cởi mở và đa chiều hơn về mọi việc, từ đó mới có thể tìm thấy cách tháo gỡ những khó khăn hay rắc rối gặp phải. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Ất Mùi để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của Thầy.
Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, tháng này tình hình tài chính về cơ bản không biến động quá lớn. Song người tuổi này cần phải giữ chặt túi tiền của mình, không dễ dàng tin theo lời rủ rê của người ngoài, kẻo bị lừa gạt. Khi có người muốn vay mượn, bản mệnh cần cân nhắc đến đối tượng, không nên cho vay một cách quá dễ dàng, nếu không bạn dễ bị lừa đảo, vừa mất tiền, vừa mất quan hệ. Trong tháng cũng có nhiều chuyện phát sinh khiến cho bản mệnh bắt buộc phải chi tiền. Tuổi Ất Mùi nếu không biết cân đo đong đếm, tiết kiệm đề phòng khi cấp bách thì tiền vào túi rồi lại đi ra, có kiếm được nhiều hơn cũng dễ dàng cháy túi. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe, nhiều vấn đề xảy ra trong cuộc sống sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người sinh năm 1955. Gia chủ cần phải tập thói quen buông bỏ gánh nặng, chớ để cảm xúc chi phối hành động. Khi gặp phải vấn đề, bản mệnh có thể nhờ đến sự giúp đỡ và sẻ chia của con cái cũng như nửa kia, chớ nên ôm trọn mọi chuyện vào lòng. Các quý gia chủ tuổi Ất Mùi hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý gia chủ. Để có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý gia chủ tuổi Ất Mùi. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Các mối quan hệ tình cảm xã giao của người tuổi Ất Mùi không lý tưởng, nhiều mâu thuẫn, lắm thị phi, vạ miệng. Nguyên nhân có thể là do bản tính nóng nảy, bảo thủ của chính gia chủ. Dù sao thì bản mệnh cũng là người có tuổi, tốt nhất nên cố gắng giữ trạng thái tâm lý cảm xúc ổn định, chớ nên quá kích động, dễ dẫn đến những tai biến bất ngờ. Trong gia đình, người tuổi này không nên can thiệp quá nhiều vào chuyện của con cháu. Có những chuyện bản mệnh nên nghĩ thoáng ra để dễ giải quyết hơn. Tổng quan tháng 4 âm lịch năm 2022, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần. Tháng 4 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 4 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 4 năm 2022, tức ngày 1 tháng 5 năm 2022 đến 29 tháng 5 năm 2022 dương lịch. Tháng 4 Ất Tỵ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Tỵ, Lục Hợp Thân Tam Hợp Sửu và Dậu thành Kim Cục, xung hợi, hình thân, hại dần, phá thân và tuyệt tí. Đối với người tuổi Ất Mùi trong tháng 4 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 12 tháng 4 năm 2022, tức ngày 12 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Sửu, có nạp âm là Hải Trung Kim. Ngày âm lịch ngày 24 tháng 4 năm 2022, tức ngày 24 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Sửu, có nạp âm là Giản Hạ Thủy. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Ất Mùi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Ất Mùi trong tháng 4 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 5 tháng 4 năm 2022, tức ngày 5 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Ngọ, có nạp âm là Thiên Thượng Hỏa. Ngày âm lịch ngày 17 tháng 4 năm 2022, tức ngày 17 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Ngọ, có nạp âm là Độ Bàng Thổ. Ngày âm lịch ngày 29 tháng 4 năm 2022, tức ngày 29 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Ngọ, có nạp âm là Dương Liễu Mộc. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại,
hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trong cuộc sống thì không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Mỗi năm vận hạn của mỗi người sẽ khác nhau và chính vì thế mà chúng ta luôn phải vững tin vào cuộc sống đầy chông gai này. Qua phần luận giải của phong thủy Gia Cát, quý vị đã phần nào nắm được vận hạn của mình trong tháng 4 âm lịch và từ đó thì chúng ta sẽ có được những bước đi vững chắc hơn trong tương lai sắp tới. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chương trình trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ, xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo được phát sóng trên kênh Phong thủy Gia Cát.